mời cả nhà cùng dùng cơm trưa với Hiền nha cả nhà. Này, trái cây này có ăn đi. Con muốn con không được. Ừ, thôi. Sợ mở. Đi quanh kia ngồi. Thôi vô phòng đi. À. Mà ăn đi rồi vô phòng coi đi ngồi. Thì, có ăn cơm thêm mẹ không? Dạ không. Mình thì ăn cơm trễ hết nha cả nhà. Con chào mời cô chú thì rồi con đi vô phòng ăn. Con chào mời cô chú. Là cô chú có vẻ không? Con chào con để tay làm sao, chắp tay làm sao, canh chia chào làm sao? Con xin chào mẹ cô chú, hôm nay mẹ cô chú có vẻ không? Ông mẹ cô chú tiếp like, subscribe với đăng ký kênh. Cảm ơn mẹ cô chú nhiều lắm. Rồi, con bưng trái cây đi ăn đi. Rồi, Hiền cũng xin mời cả nhà mình dùng cơm với Hiền cả nhà. Ăn nè, ăn nè, nó sao? Cho mẹ ăn thử mà. Hôm nay nhà mình ăn món ăn đơn sơ nha cả nhà. Gà xào lá mẹ thử. Ăn với lại canh chua. Canh chua ngót sen mà cũng nấu chung với gà luôn. Tại mình mới khoan là cá kho ăn hết đó nè. Mà con mình nhà mình thì ít có ăn cá. Rồi mình cũng mới vừa kho là cá kho xong. Thì ăn mới giờ hết cả nhà cho nên mình không có nấu cá nữa ha. Mình nấu canh chua bằng gà luôn. Rồi nêm mắm bồ hốc đó cả nhà. Hay giờ mình phải nêm nước mắm nhưng mà mình không có nêm nước mắm, mình nêm mắm bồ hốc. Tại trời chuẩn mưa cả nhà, mình mới lên giường mình hái thêm một mớ lá quế. Trời chuẩn mưa mình lên mình coi khu vườn của mình đây luôn, có cần phải buộc mấy cái dây mà nó bị ngã quấn rồi đó cả nhà. Mình thấy quế tốt quá mình hái luôn mớ xuống ăn. Quế đợt này làm đất nó lên rất là nhiều cả nhà. Tại vì mình trồng hồi cái đợt trước mình đi về Việt Nam á, nó có một hộp đất nó rất là nhiều hộp. Xong rồi cái nó mình bẻ mình để lại trong mấy cái chậu đó nha. Xong dưới này mình làm đất rồi lại mình trồng đồ mới rồi cái không? Quế nó lên. Sao bưng tết luôn vậy? Rồi ra ăn mẹ không? Con mình muốn coi điện thoại. Sợ ngồi chung với mình thì nó không có nghe được tiếng.
bóp tiếng không nhau. Bữa nay thứ năm cuối tháng, con mình nó được nghỉ học một ngày hết cả nhà. Hai. Ngày mai cũng nghỉ thôi hả? Hai ngày. À, vậy là cô giáo cho con nghỉ đặng ha, đặng ngày vô một tay đó là con học buổi sáng rồi đó. Bốn tiếng thôi. Còn ngày hai ngày nữa là học buổi sáng rồi đó, là không gắng lo mà tranh thủ học ngày ngủ nha, thức khuya 1-2 giờ đêm đó rồi cho thức không nổi luôn. Tâm sự với cả nhà tí nữa nha. Cả nhà có ai giống mình không? Ở nhà chung một gia đình, có chồng có con, mà ít có bữa cơm nào mà mình được ăn chung với gia đình nữa nha. Tình hình làm video đến giờ. Mỗi lần ăn cơm với gia đình là rất là khó khăn luôn.
Đây các con mình nói với cả nhà, mẹ làm video cũng có người coi, à biết có tiền hay không làm chi cho nó phí. Phí gì mà phí, mẹ làm có tiền mẹ để nuôi đó. Thì mình cũng gắng cố gắng, cái khả năng của mình làm được bao nhiêu thì mình cố gắng mình làm bấy nhiêu thôi cả nhà, trong cái khả năng của mình. Còn về công nghệ mạng xã hội á, rồi về điện thoại rồi thì mình cũng không có rành lắm, thì mình cũng đang học hỏi, vừa làm vừa học hỏi theo trên mạng á cả nhà. Người ta chỉ mình làm sao, kết nối làm sao, rồi đăng làm sao thì mình làm theo vậy thôi, chứ mình cũng chưa có rành lắm. Cho nên á, thì mình cũng hy vọng, chỉ có hy vọng là cả nhà thương yêu và theo dõi video của Hiền, tiếp like share để cho Hiền có nhiều người biết đến nhiều hơn và ủng hộ Hiền nghe cả nhà, cho Hiền có thêm một cái nguồn kinh phí, cái động lực để cho Hiền có thể làm chung với cả gia đình mẹ Hiền nghe cả nhà. Tại vì các con mình, chồng mình thì không nói gì, chồng mình thì cứ nghĩ là kệ, cho mình quay cho vui thôi, chứ thì chồng mình cũng không có tin là làm có tiền nữa cả nhà. Thì tới bây giờ thì mình cũng chưa có cái kênh của mình á, gần 5.000 người đăng ký, nhưng mà mình chưa có đủ điều kiện để mà bật kiếm tiền á cả nhà. Cho nên mình rất là mong cả nhà thương yêu và xem ủng hộ, tiếp lại xe để cho Hiền có thêm, có giống như là cho nó đủ cái số lượng, có lượt xem, cái giờ xem, để mình được bật kiếm tiền nha cả nhà. Thì kiếm tiền được hay là không, mà kiếm được bao nhiêu thì Hiền cũng không có mong muốn là phải nhiều lắm nữa, chỉ cần có một chút nào đó để cho có Hiền có cái kinh phí mỗi ngày mỗi tháng gì vậy đó cả nhà, cho có cái động lực để mà Hiền làm tiếp tục, thì giúp lại cho gia đình con cái rồi cho nó vui vẻ cả nhà, quay bữa cơm sum họp, bữa cơm gia đình hay là mình đi đâu chơi mình cũng quay cũng thoải mái hơn, là giống như đó, mình là đi chơi đi đổ mình quay, chỉ mình quay được với chồng mình, với con gái mình, với mình thôi cả nhà, còn hai thằng con trai mình thì là nó hơi khó chịu nha. Cho nên mình cũng rất mong cả nhà thương yêu Hiền ủng hộ Hiền xem video đăng ký cho Hiền nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà. I love you. Các bạn, bạn cô chú nha. Bạn cô chú phiền mình được yên lành.